Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ đưa một cái bản tin về nghệ sĩ ca sĩ Nguyên Vũ đã đến nhà của Hồng Loan và tặng cho Hồng Loan một cái số tài khoản để bán online, một cái số rất là đẹp. Trong đó là có năm con số 9 và cái ngày sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì Phúc Khang gửi cho cô chú anh chị và các bạn cái bản tin. Thì tiếp theo cái video thì Phúc Khang sẽ làm đến cái video tiếp theo về gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Thì cái chuyện mà em Mỹ và Bùm Bùm, Hồng Loan và chị Ni livestream sẽ nói về chỗ anh sạc pin có những cái gì thì em Bùm Bùm và Mỹ nói hết trên cái sóng livestream để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì bởi vậy Phúc Khang từ lúc mà ban đầu mà ông Sạc Thành đã về nước thì Phúc Khang cũng đã có nói nếu mình không có một cái dính dáng gì và mình trong sạch thì mình đi đường đường chính chính chứ không có thể nào mà một đi một cái cách âm thầm lặng lẽ như vậy. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn xem cái thông tin về ca sĩ của Nguyên Vũ đã gửi cho Hồng Loan một cái món quà rất là tuyệt vời. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống VN78. Đừng quên cho kênh một like, một đăng ký kênh ủng hộ. Hôm nay kênh gửi đến cô chú anh chị thông tin về ca sĩ Nguyên Vũ đã tặng cho Hồng Loan số tài khoản đẹp và ý nghĩa. Nguyên Vũ tặng món quà độc lạ siêu ý nghĩa cho con gái Vũ Linh. Ca sĩ Nguyên Vũ đã tặng con gái Vũ Linh số tài khoản ngân hàng là ngày tháng năm sinh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ việc tặng một món quà ý nghĩa cho con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì biết cô đang bán hàng online và thường xuyên gặp trường hợp bị giả mạo nên anh đã tặng tài khoản số đẹp có hẳn ngày tháng năm sinh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nguyên Vũ viết, khi Vũ thấy em Hồng Loan bán hàng mà không có số tài khoản đẹp nên cũng dễ bị giả mạo. Vũ thì có số tài khoản đuôi 666.888 của MB Bank chưa sử dụng nên muốn tặng em ấy để dễ dàng bán hàng hơn. Và khi chợt nhớ ra năm sinh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là 1958 nên Vũ đã làm việc với giám đốc chi nhánh MB Bank Quy Nhơn và được hỗ trợ đổi thành tài khoản 1958.99999. 1958 là năm sinh của anh Vũ Linh. 99.999 vĩnh cửu mãi mãi, năm số 9 cũng có nghĩa là anh năm mãi trường tồn. Giờ số tài khoản MB Bank 1958.99999 đã thuộc về chính chủ Võ Thị Hồng Loan. Và Vũ cũng là người đầu tiên chuyển tiền mua hàng cho em ấy lấy may mắn. Đây là món quà nhỏ mà Vũ muốn dành tặng cho em ấy như một lời động viên chân thành và mong em luôn vui vẻ. Nhận được món quà tinh thần này từ Nguyên Vũ, con gái Vũ Linh đã không giấu được sự xúc động trong lòng. Cô gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ, dạ em cảm ơn anh hôm nay đã đến thăm ba và gia đình. Hơn nữa anh đã tặng cho em một món quà có ý nghĩa sâu sắc đối với em để giúp em trong công việc buôn bán, em thật sự rất thích món quà này hi hi. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyên Vũ, em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe nha anh. Video đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ kênh Cuộc Sống VN78. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp tục. Trân trọng cảm ơn. Thì cái video của Phúc Khang đến đây Phúc Khang xin kết thúc, nhưng Phúc Khang cũng nói thêm một chút xíu thì cô chú anh chị cũng như quý khán giả đã từng theo dõi thì thấy một người nghệ sĩ Vũ Linh rất là nổi tiếng. Thì sau cái chuyện mà nghệ sĩ Vũ Linh đã qua đời thì cái chuyện lùm xùm trong gia đình, những anh em con cháu trong gia đình, thì cô chú anh chị và các bạn cũng thấy những vị khán giả cũng như những các anh em đồng nghiệp ai cũng đều quý mến nghệ sĩ Vũ Linh, giúp cho Hồng Loan rất là tốt. Nhưng mà không hiểu tại sao trong gia đình có một cái vấn đề như vậy. Thì tiếp tục cô Khang sẽ tiếp tục làm thêm những các video tiếp theo để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đúng nha, thì Phúc Khang cũng lâu rồi cũng không có muốn làm những cái câu chuyện này nữa.
Tại vì Phúc Khang cũng đã từng đi quay những cái video trên mộ nghệ sĩ Vũ Linh, những cái đẹp, những cái hay nhất để gửi đến cô chú, chứ không có môi móc những cái tin tức, những cái chuyện gia đình. Nhưng mà cái chuyện này cứ nó lùm xùm hết chuyện này hết chuyện kia nó xảy ra. Thì nếu như bên phía mà gia đình của Hồng Phượng thì không có lòi ra, không có đi làm những cái chuyện này chuyện kia nữa, thì Phúc Khang nghĩ thì cái câu chuyện này nó cũng sớm kết thúc. Nhưng mà cái câu chuyện này cứ mới vừa lắng động hơi im im thì sẽ môi móc và đủ thứ chuyện, kể cả cái chị ở bên nước ngoài cũng vậy. Thì cái chuyện mà nghệ sĩ Vũ Linh mắc thì bây giờ mắc thì cũng mắc, 100 ngày cũng đã qua rồi, thì bây giờ thì không lẽ thì Hồng Loan cứ ăn ở không nhà như vậy, lấy gì nuôi con, thì ai cũng vậy. Cái cuộc sống thì cái chuyện mà con nhiều con ít cái chuyện là bình thường. Thì mình là cũng mang một cái tiếng là người em nuôi em thân thiết gì của nghệ sĩ Vũ Linh đó, tại sao mình cứ moi móc những cái câu chuyện gia đình, nói là cái phòng của nghệ sĩ Vũ Linh bây giờ là một cái phòng bán live stream, bán đồ. Ủa không lẽ giờ ăn ở không, để cái phòng nó làm cái gì, thì bây giờ nhà cửa thì tận dụng, mình làm được cái gì mình làm chứ. Mà cứ sao cứ moi móc da con xỉa xói tùm lum các thứ, thì nó rất là nhiều câu chuyện. Nhưng mà Phúc Khang không có lấy những cái đó ra. Nếu trong cái tình trạng mà Phúc Khang theo dõi mà thấy cứ đăng bài và cứ đưa cứ moi móc nữa, thì Phúc Khang sẽ làm tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì bây giờ Phúc Khang xin tạm biệt, hẹn cô chú anh chị và các bạn tiếp tục video tiếp theo. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ kênh. Tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.